Quý vị đang được thưởng thức chất âm cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết của cặp loa nổi tiếng được xếp hạng và mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng mọi thời đại. Chúng ta có thể thấy được rằng trong bản nhạc Bolero quen thuộc vừa rồi, với sự thể hiện ngọt ngào và chi tiết, đôi khi chúng ta còn cảm giác thấy chạy lòng tới rớm nước mắt với sự thể hiện của ông hoàng nhạc vàng Pioneer CS99FB, nhất là khi được phối ghép cùng với siêu phẩm âm ly đài Receiver G7000, một trong những con âm ly được xếp hạng trong bảng phân khúc và các thiết bị high-end, với chất âm chơi đa dòng nhạc và nó phối ghép được rất là nhiều loa, hay gọi theo cách khác thì đây là một trong những thuốc đặc trị cho những cặp loa lớn khó đánh với âm ly sân xui G7000G bản giới hạn quý hiếm tại Việt Nam. Rất hiếm khi chúng ta mới được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những siêu phẩm ăn ý với cặp 99AFB và sân xui G7000G DC đến từ Nhật Bản. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta cùng ngắm nhìn với giá trị đích thực trên từng, tôi có thể nói rằng trên từng cm của cặp loa cũng như con âm ly đài Receiver có trang trí đẹp như thành phố lên đèn về đêm. Mời anh em cùng thưởng thức, chúng ta sẽ thấy được nó rất là tuyệt vời ở mọi phương diện. Cho dù những cặp tai có dành nghe và có tính đến bao nhiêu đi chăng nữa, quý vị vẫn phải công nhận với tôi rằng nó rất tuyệt vời ở mọi phương diện, cả nghe lẫn nhìn, với những không gian phong cách đẳng cấp và sang trọng. Mặc dù được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng, nhưng chúng ta thấy rằng chỉ một chút nhạc tiết tấu nhanh, những thể loại nhạc trẻ mới thì quý vị có thể thấy được hai bản nhạc ở hai thể loại. Từ nhạc Monero hay nhạc trẻ, chúng ta thấy rằng nó thể hiện cực kỳ là xuất sắc. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại câu hình của siêu phẩm loa cũng như âm ly đài Receiver quý hiếm tại thị trường trong nước. Loa thì chúng ta thấy rằng cũng khá là nhiều, nhưng để tuyển chọn được những cặp loa đẹp xuất sắc, nguyên bản tới từng cộng đồng, tôi gọi vui vui như vậy. Đó. Từ bộ e căng cho tới phần thùng vách, cho tới những chi tiết nhỏ nhất trên cặp 99AFB, được trang bị phần thùng vân gỗ, hay còn gọi chính xác hơn là thùng gỗ nặng màu nâu vàng, được đến từ quá khứ, nhưng chúng ta đã được hồi tưởng lại niềm mơ ước của cha ông ở những thập niên xa xưa. Rất nhiều người thời cha ông chúng ta niềm mơ ước và khát khao khi có cơ hội được nắm giữ và sở hữu ông hoàng nhạc vàng này, hoàn toàn không hổ danh với danh hiệu quý giá người xưa đã phong tặng khi được phối ghép với thiết bị đồ gỗ, ví dụ như thập sập gụ tủ tre đó, vân vân, hay những thiết bị đồ gỗ hay đầu cối đó, loa và âm ly đài Receiver là đương nhiên rồi. Thì chúng ta đã có một bộ xe pháo mã. Khi mà thưởng thức du dương những bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi, quý vị sẽ thấy được sự lợi hại thể hiện kẽo kẹt đong đưa, khiến cho không ít những đôi tai sành nghe và khó tính nhất phải chạy lòng trên cặp 99AFB. Phía trước là bộ e căng mắt võng do người Nhật được làm bằng thủ công. Đó, từng nan gỗ và được đan sen bằng tay, logo Pioneer. Lưới chắn bụi phía sau còn đang xanh và được xếp theo bức màn sân khấu cực kỳ là kỹ lưỡng và cầu kỳ. Quý vị đừng nghĩ đơn giản ạ. Bộ e căng này tôi cho quý vị gỡ nguyên cái vải ra, không thể nào xếp lại được. Chưa những anh em trong nghề thâm niên đã rất lâu năm, chúng ta nhìn thấy những cái bức xếp các cạnh của nó như thế này, nhưng mà rất là cầu kỳ. Đây là nguyên bộ e căng được làm bằng gỗ và được đan xe cuốn bằng tay do người xưa thiết kế.
Với trang bị tổng số lên tới, chúng ta thấy được rằng có tới 6 loa trên một thùng của cặp 99A FB hay còn gọi là màng FB, hàng do quân đội Mỹ đặt Nhật Bản sản xuất. Đó, bát súp 40, màng kem nâu, gân vải form cong, siêu mềm, xương đúc, và nó sở hữu cái lam châm từ rất lớn và mang lại cho uy lực khá là mạnh mẽ như bản nhạc quen thuộc chúng ta vừa thưởng thức. Bát 40 xương đúc từ lớn siêu khủng. Hai trung âm, một trung trầm và một trung cao, màng FB. Đó, đều là màng kem nâu. Chúng ta quan sát độ nguyên zin của từng cặp loa. Không bị tút tát, không bị chảy chuốt bất kỳ một chút nào. Khi ngồi gần loa còn đang toát mùi thơm phức của mùi gỗ. Một quả trung âm đường kính 16 cm, đây là quả trung trầm, và một quả trung cao đường kính 14 cm, trang bị hệ thống trung âm tạo thành 4 quả trung âm trên cả đôi, tạo thành tổ hợp trung âm mang lại cho lời hát cực kỳ là ngọt ngào và tê tái. Một quả chét kèn gang 6 nỗ và hai quả siêu chét. Ở đây chúng ta thấy như một tổ hợp chét, mỗi thùng có 3 cái loa chét. 6 cái loa chét này thể hiện chi tiết từng tiếng đàn kèn nhỏ nhất của nhạc cụ. Như vậy quý vị có thể thấy được sự thể hiện tái tạo lại một không gian âm nhạc trên cặp 99A FB, hoàn toàn có thể nói rằng xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo. Và phần phối ghép thì thế nào ạ? Chúng ta quan sát tiếp theo. Phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với con âm ni Sensui G7000 DC, bản giới hạn của hãng, quý hiếm tại Việt Nam. Nó khá là ít về số lượng so với các bản thường. Được sản xuất cho thị trường Mỹ, sở hữu hai giải điện áp 100 và 220V, chúng ta có thể chơi bất kỳ ở đâu hay quốc gia nào. Trang bị tối ưu nhất các tính năng ăn chơi, từ lau nét hỗ trợ cho giải bát, hỗ trợ cho giải check và trung âm, lau lướt, đó, phần kênh, các chế độ follow, chơi đĩa than hay AUX. Ngoài ra còn trang bị thêm phần đài radio AM và FM với phần điện đẹp như thành phố này đèn về đêm. Từng chi tiết nhỏ nhất được xi vàng. Chúng ta có thể thấy được ánh gương nấp nánh trên các cái volume hay các chi tiết nhỏ nhất của con âm ni Sensui G7000 DC, bản giới hạn được sản xuất cho thị trường của Mỹ với vỏ gỗ còn rất mới, thơm phức. Với không, quý vị đừng nghe ông nào nói bằng miệng mà chúng ta nhìn bằng thực tế. Trang bị chạy sò sát Saiken rất là nổi tiếng với công suất tới 380W trên con âm ni đài receiver Sensui G7000, tuyệt đẹp cho cấu hình. Ở đây thì khi chúng ta nhìn thấy cấu hình này, sự khác biệt khi tôi phối ghép, nếu như chúng ta ghép cặp 99A FB với con âm ni Sensui 9090DB, quý vị khi chơi nhạc vang cổ thì khá là phù hợp, nhưng để tiến tới các dòng nhạc ví dụ như nhạc trẻ hay nhạc bolero hay nhạc trữ tình, có lẽ rằng với đàn anh của nó là Sensui G7000 thì chất âm sẽ khác rất nhiều. Tôi có thể nói theo một cách chính xác hơn thì bỏ xa rất nhiều chất âm của 9090. Đẳng cấp sang trọng cũng như chất âm, khi mà chúng ta để cạnh hai con âm ni gần nhau, quý vị có thể thấy được rằng nó chẳng khác nào một con vịt và một con thiên nga. Đó, con thiên nga vỏ gỗ và được xi vàng bản giới hạn quý hiếm này, có lẽ rằng không ít những anh em luôn thèm thuồng được sở hữu. Mặc dù con âm ni này tôi có thể nói với quý vị rằng chúng ta mới chỉ để trưng bày phòng khách ngắm nhìn thôi, nó đã xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo thì chúng ta có cơ hội sở hữu nguyên con đây Miller 99A FB và Sensui G7000 DC đến từ Nhật Bản. Nguyên combo này được sản xuất cho thị trường của Mỹ, khá là quý hiếm tại thị trường trong nước cũng như khắp các quốc gia trên thế giới. Với đoạn clip tiếp theo, tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được sự thể hiện cực kỳ là lợi hại, ngọt ngào đến tê tái của G7000 DC và Miller 99A FB. Chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm, chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như
biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dù bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Chúng ta có thể thấy được sự thể hiện ngọt ngào và tê tái tới từng câu, từng chữ hay từng nốt nhạc trên câu hình của Comde, nguyên cặp Pioneer 99 AFB và âm ly đài Sensui G7000 Gold DC đến từ Nhật Bản, còn mới và đẹp long lanh với câu hình miễn bản luận, phân khúc dành cho những anh em hạng sang, thể hiện đẳng cấp của người chơi cũng như sự sang trọng và lịch lãm của những không gian phòng khách thời cổ cũng như thời hiện đại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc với câu hình này. Xin chân thành cảm ơn, luôn dành cho anh em có phong cách màu đẹp nhất với ưu đãi tốt nhất.